Sáng nay, Bệnh viện C Đà Nẵng tổ chức tiễn đoàn y bác sĩ lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh điều trị chăm sóc bệnh nhân COVID-19. Lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh đợt này, đoàn cán bộ y tế của Bệnh viện C Đà Nẵng gồm có 50 người, trong đó có 15 bác sĩ, 30 điều dưỡng và 5 kỹ thuật viên. Đây là đội ngũ chủ yếu chuyên sâu về lĩnh vực hồi sức tích cực chống độc, có nhiều kinh nghiệm trong việc điều trị bệnh nhân COVID-19. Tất cả đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Thực hiện quyết định của Bộ Y tế để thành lập cái trung tâm hồi sức tích cực chống độc tại thành phố Hồ Chí Minh thì Bệnh viện Trung ương Huế đã triệu tập tất cả là 4 bệnh viện, trong đó có Bệnh viện C Đà Nẵng. Sau khi nhận được ý định là thành lập bệnh viện thì tất cả anh em đều rất là xung phong đi. Trước mắt lên đường cũng rất lưu luyến đơn vị, quê hương rồi gia đình. Tuy nhiên là gạt mọi cái vấn đề đó thì đoàn chúng tôi đi cũng là một quyết tâm rất khí thế, lên đường sẵn sàng. Trong cái tinh cái khí thế, một cái tâm thế là quyết chiến quyết thắng để hoàn thành cái nhiệm vụ được giao. Đây là đợt thứ tư Bệnh viện C Đà Nẵng hỗ trợ các địa phương chống dịch COVID-19 và là đoàn thứ hai đến với tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh. Sắp đến, bệnh viện sẽ có thêm một đoàn y bác sĩ nữa lên đường hỗ trợ các tỉnh phía Nam. Với kinh nghiệm tích lũy trong các đợt chống dịch tại Đà Nẵng và Bắc Giang, đoàn y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ nỗ lực phối hợp cùng các đồng nghiệp để sớm giúp các địa phương đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.